feet, couples and Christmas trees, gift wrapping and cheer. Just the worst time to be without someone special. Hello mọi người. Dạo này thì trời cũng đã chuyển lạnh rồi nên là mình nấu cháo để ăn sáng cho tiện. Trước giờ thì mình ghét ăn cháo lắm, nhưng mà từ khi biết đến cái món cháo hạt này thì mình lại thích ăn cháo hơn, mà cũng no hơn là cháo bình thường nữa. Mọi người thử tham khảo xem nha. Trước khi đi ngủ thì mình sẽ ngâm gạo lứt, đỗ, đậu gà với nước qua đêm cho nở mềm. Bây giờ thì đi ngủ. Đây, để tôi bóc phốt cho các bạn nghe. Một mình bông thì chiếm nửa cái giường. Khi ngủ lại còn hay dựa vào chân tôi nữa, nên là tôi không dám động đậy, tôi không dám nhúc nhích gì luôn. Mình rất là thích uống nước mật ong ấm vào buổi sáng sau khi thức dậy. Mình thấy nó cứ vị ngon ý. Mà mật ong của nhà nuôi đủ nữa nên là cũng an tâm hơn. Sau đó thì mình bắt đầu đi nấu cháo. Mình thêm một ít hạt diêm mạch vào vo sạch, thêm nửa quả bí đỏ vào nước nữa. Các bạn hầm khoảng 30 phút nha. Mình ăn cùng thịt băm, rau mùi với một ít tiêu. Nếu mà nhạt thì các bạn có thể cho thêm xì dầu nhé. Hôm nay mình dậy muộn nên là mình sẽ ăn trưa bằng cháo luôn. Cháo này có nhiều hạt nên là không sợ bị đói đâu nhá. Trong khi chờ đợi tập mới của Hai Ngày Một Đêm thì mình vẫn đang cày đi cày lại, cày tới cày hoài những cái tập cũ và những cái đoạn cắt ý. Trời ơi, xem đi xem lại mà vẫn hài quá trời luôn. Bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị đi làm. Phải đến một tuần nay rồi mình đều làm việc và quanh quẩn ở nhà. Trời lạnh rồi nên là mình cứ bị lười đi ra ngoài ấy. Đến gần siêu thị yêu dấu mà mình còn lười đi nữa cơ mà. Trời ơi. Mà mình cảm thấy là mình ở nhà mình còn làm được nhiều việc hơn là đến công ty làm cơ. Mà phòng edit tuy là phòng edit, nhưng mà mọi người nói chuyện rồi quay chụp rất là ồn. Mọi người còn chơi game nữa cơ, nên là mình không thể nào mà tập trung được. Mình đến văn phòng để có pha rồi mình sẽ đi ra quán để ngồi làm. Dạo này mình rất là thích ra ngoài làm, chợ lâu trong nhà thì bí bách quá trời. Và bây giờ thì mình sẽ thay quần áo. Chiếc áo này nhìn khá là đẹp. Nó có một cái gì? Đây gọi là cái gì? Một cái đồ trang trí ở sẵn đây. TV, couples and Christmas trees, gift wrapping and cheer. Bye bye. Just the worst time to be without someone special. In all the movies there, kissing in the snow, holding hands and mittens. Bây giờ thì mình sẽ đi đến một quán cà phê ở gần đây. Mình thấy ảnh trên Insta khá là đẹp và cũng đúng vai mình thích nữa. I'm not exactly a Christmas cracker. I'm more of a seasonal slacker. I come off like a less green Grinch. And I won't bite my tongue, I won't budge an inch. 'Cause there's so much to organize, so many names to memorize. And herein the problem lies, I can't be bothered. And decorate the tree. Ain't got time for Christmas or your family. Who's got room for carols to drink and be merry? Ain't
time for Christmas? Have you got time for me? Buttons complaining about all these nothings, but I can't socialize all week. Đây là lần đầu tiên mà mình ngồi làm việc từ chiều đến tối ở một cái view ngoài trời như vậy. Nhưng mà mình thấy dù là buổi tối hay buổi sáng thì view cũng rất là đẹp và ấm áp, rất là phù hợp với một cái ngày mùa đông giá lạnh như thế này. Mình lúc đầu mình cứ nghĩ là những cái quán cà phê nhiều cây như thế này ấy, thì chỉ đi ban ngày mới đẹp thôi. Nhưng mà không nha, buổi tối cũng chill không kém đâu. Tuy nhiên là bàn ở đây hơi thấp nên là lần sau mình sẽ mang theo cái kê máy tính đi. Cả hai lần mình đến đây thì đều khá là ít người. Ngồi thì rất là chill nhưng mà hơi lạnh nha. Mình ngồi edit mà cóng hết cả tay ấy. Bên ngoài xe cộ cũng hơi ồn nữa. Mình thì không bị ảnh hưởng bởi những cái tiếng ồn xe cộ như vậy, nên là mình thấy không có vấn đề gì hết. Nếu mà các bạn không thích thì có thể di chuyển lên trên tầng ngồi cho ấm và yên tĩnh hơn. Mình có thể ngồi thêm một nữa cơ, nhưng mà bây giờ cũng 8:30-9 giờ rồi, mình cũng đói lắm rồi. Nên là mình sẽ về ăn thứ gì đó và làm việc tiếp. Hôm nay mình có rất là nhiều deadline phải làm luôn, trời ơi. Quá là mệt mỏi. Tối nay thì mình mua chân gà tanka về ăn, không biết là đọc có đúng không nữa. Chỗ này nghe danh đã lâu nhưng mà chưa một lần được ăn thử. Mình mua 3 chân gà, 2 cánh, 2 giò sụn, 2 bánh mì. Tổng hết bao nhiêu thì quên mất rồi. Hình như cái dồi này chấm vào tương ớt, nhưng mà mình sẽ chấm vừa vào cái sốt này. Gia vị ở đây tẩm ướp khá là cơ bản, nhưng mà sốt chấm thì xuất sắc nha. Bình thường thì mình không chấm nhiều sốt đâu, nhưng mà riêng món này thì phải chấm nhiều mới ngon ý. Bánh mì nướng mật ong. Em có muốn đi ngay bây giờ không? Dạ em muốn. Đi đường đi không giỏi nữa. Thôi có thể nuốt cái nồi lẩu đi trong một bức nhạc. Mời bạn nuốt. Ủa bên đi tôi. Chân gà. Chân gà hơi dai dai, nhai nhiều cũng hơi mỏi răng. Rồi thì mình thấy không có gì đặc sắc lắm. Cánh gà thì ngon nha. Bánh mì hơi ngọt nhưng mà chấm sốt thì vẫn ngon. Nói chung là mình sẽ còn quay lại ăn tiếp. Mình uống cùng với một cái loại bia mà mình mới được khai sáng dạo gần đây hôm mà đi ăn liên hoan với công ty. Loại này thì uống như Strongbow ấy, nhưng mà nó nhẹ tênh và đậm vị hoa quả ngon hơn Strongbow nhiều. Bia này ngon lắm luôn mọi người ạ. Chỉ có 3% độ cồn thôi. Bây giờ là 3 giờ kém. Mình đang xuất nốt file thì gửi cho Hapo. Rồi ôi nhìn này. Không thấy cổ đâu luôn. Có cái gì có lợn không ở bông?
Tay hơi bẩn nha. Tay sao bẩn vậy? Làm gì mà tay bẩn vậy? Mẹ chui vào đâu? Chân định đạp người ta. Thích đạp không? Sao lại đạp tôi? Sao lại đạp tôi? Đấy. Sao lại đạp tôi? Tôi nói sai à? Chân tay bẩn. Tại sao tay lại bẩn thế này? Đây, nó đánh tôi. Không được đánh mẹ. Bông béo. Không được đánh mẹ. Nào, cái chân hôi thối đạp vào tay tôi. Bỏ chân ra. Không được đánh mẹ. Đấy, ngủ đi. Dậy rồi à? 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 Dậy rồ